cần dùng thuốc kháng sinh, đau răng, ê bút, thậm chí sưng nếu cứ ngậm ngay thứ này là khỏi. Nếu bị đau răng, ê bút răng hay sưng nếu, hãy ngậm ngay thứ này trong vài phút để chấm dứt cơn đau nhanh chóng. Chẳng những gây khó khăn khi ăn uống, tình trạng sâu răng, sưng nếu hay viêm lợi còn là nguyên nhân khiến nhiều người đau nhức tới nỗi không thể ngủ được. Nếu đang rơi vào thảm cảnh này, bạn hãy làm ngay một trong những cách dưới đây. Để chấm dứt nhanh chóng cơn đau nhức nhé, một là gừng. Khi bị đau răng mà nhà chẳng có thuốc đặc trị hay không kịp đi nha sĩ, cách nhanh nhất bạn có thể áp dụng là dùng gừng tươi. Sau khi rửa sạch gừng, bạn đem gừng thái thành các miếng mỏng, hoặc có thể dùng chày giã nhuyễn hoặc bỏ vào máy xay, xay cùng một thìa muối trắng. Khi xay xong, bạn lấy gừng nhuyễn đem ngập, đắp vào vị trí răng đau trong khoảng 5 phút thì nhổ ra. Gừng với nhiều tinh chất có khả năng sát khuẩn mạnh và kháng viêm vô cùng hiệu quả. Gừng không chỉ làm giảm cơn đau mà còn khiến trị dứt điểm tình trạng ê buốt. Hai là nước chanh. Chanh với hàm lượng axit dồi dào cũng có công dụng giống gừng là ngừa khuẩn tốt. Khi bị đau răng hoặc sưng, viêm lợi, bạn hãy vắt chanh lấy nước cốt, gạn bỏ hạt và pha với nước theo tỷ lệ 1 quả chanh và 1 thìa nước. Sau đó, bạn ngậm nước cốt chanh hơi loãng trong 5 phút, chú ý giữ nước tập trung ở vùng răng đau. Ngoài khả năng làm dịu cơn đau, nước cốt chanh còn tẩy vết ố vàng trên răng và làm sạch mảng bám khá hiệu nghiệm. Bên cạnh đó, chanh còn giúp bạn trị được chứng hôi miệng nữa đấy. Ba là khoai tây. Khoai tây sau khi gọt vỏ, bạn đem rửa sạch rồi dùng dao cắt thành các lát mỏng, đắp lên vị trí răng bị đau. Nếu lợi bị sưng, hãy đắp cả khoai tây lên má ngoài, giữ khoảng 10 đến 15 phút thì lấy ra. Khoai tây có tính mát sẽ làm cơn đau dịu đi, vết sưng cũng giảm nhanh rõ rệt. Bốn là nước trà xanh. Song song với công dụng trị mụn, dưỡng da, trà xanh với đặc tính kháng viêm, ngừa lão hóa và ngăn cản các vi khuẩn gây hại còn giúp bạn sát trùng vùng lợi bị sưng và giảm đau răng hữu hiệu. Khi bị đau, hãy ngậm ngay nước trà xanh trong 5 phút rồi nhổ ra, lặp lại vài lần tới khi cảm giác đau nhức dịu đi là được. Hàng ngày, bạn hãy xúc miệng nước trà xanh vào buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi ngủ để răng thêm khỏe. Trà xanh sẽ giúp bảo vệ răng tốt hơn cũng như ngăn ngừa các bệnh về răng miệng. Năm là tỏi. Để trị dứt điểm cơn đau nhức răng khó chịu, bạn cần chuẩn bị một củ tỏi nhỏ. Sau khi bóc sạch vỏ, đem rửa với nước rồi nghiền nhuyễn. Đem tỏi nhuyễn trộn với 1/2 thìa muối rồi đắp lên vùng răng đau hoặc vị trí lợi bị sưng khoảng 5 đến 10 phút. Khi cơn đau giảm, bạn nhổ tỏi ra rồi xúc miệng lại với nước hoặc nước muối là được. Tỏi chẳng những trị răng đau hiệu quả mà còn bảo vệ răng khỏi vi khuẩn. Muốn răng khỏe hơn, mỗi sáng bạn hãy nhai sống một tép tỏi. Chúc các bạn thành công!